Dạ bác gái không, hôm nay không vào. Bác gái á? Đúng. Bác gái nhà con thì hôm nay không vào. Bác gái nhà con hôm nay là bận việc ở ngoài nhà, đang may quần áo cho khách, thế cho nên là bác gái nhà con hôm nay là không đồng hành cùng bác vào đấy được. Thế cho nên là hôm nay là bác một mình bác vào thôi. Thế à? Rồi, để hôm nào là bác sẽ vào đây lại tiếp tục tổ chức ăn cơm cùng gia đình nhà con đây nhá. Vâng. Rồi, để hôm nào cuối tuần, để hôm nào con nhà bác ấy là đi học cũng được nghỉ hè rồi thì là bác sẽ đưa vào đây là mình sẽ tổ chức ăn cơm ở đây nhá. Vâng. Đấy, lần sau là con ăn cơm là con phải chan canh, là muốn chan canh vào bát là mình phải chan vào bát mình nhá, Vâng. đừng có ăn thẳng như vậy nhá. Vâng. Cháu sinh thì cũng không biết ăn bằng đũa này, ăn thìa quen rồi, gấp tay hơi cứng này. Non dễ này, cá chả cá về chân Vâng. tao. Mình có hỏi cháu sinh ấy rằng là ăn cơm với cá như vậy có ngon không. Nhà cháu sinh có nói với Mỹ Hải ấy rằng là cũng khá là ngon quý vị ạ. Đây quý vị ạ, sau một thời gian ngắn ấy thì Mỹ Hải cũng đã đến à nhà ba cháu một cô rồi quý vị ạ. Một mình cháu sinh đấy cũng rất là khỏe, một mình vác 30 kg gạo. Như đợt trước là mình cũng có vào đây ấy, trao quà cho các cháu ấy, và như đợt mua dê cho các cháu thì như cây ngô đây là cũng đang rất là nhỏ. Đấy, đây là đã vun được đợt 1 rồi, thế cho nên là những cây ngô nó cũng khá là cao rồi quý vị ạ. Tầm khoảng 2 tuần nữa thôi là chuẩn bị vun ngô đợt 2 rồi. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mỹ Hải. Và hôm nay ấy, Mỹ Hải lại tiếp tục đưa quý vị và các bạn quay trở lại thăm gia đình nhà ba cháu mồ côi, cả cha lẫn mẹ nhé các bạn. Và hôm nay vào thì Mỹ Hải sẽ trao phần quà của cô Lu Bùi ở Cali. Cô Lu Bùi ở Cali ấy, thì cũng có gửi tiền về cho Mỹ Hải. Như các thước phim trước của Mỹ Hải thì cô Lu Bùi ở bên Cali cũng có gửi về cho Mỹ Hải là 200 đô. Và Mỹ Hải cũng đã quy đổi được là 4 triệu 600 nghìn đồng. Và cô cũng có dặn với Mỹ Hải rằng là 600 nghìn đồng sẽ ủng hộ kênh Mỹ Hải. Và qua đây thì Mỹ Hải cũng xin chân thành cảm ơn cô Lu Bùi ở bên Cali nhé các bạn. Và còn 4 triệu thì cô Lu Bùi cũng có dặn với Mỹ Hải rằng là sẽ chia cho 3 gia đình. Một là gia đình nhà anh Trá mà bị mù cả đôi mắt, có người vợ bị tâm thần và có người con bị thiểu năng trí tuệ các bạn ạ. Và gia đình thứ hai là gia đình 4 cháu mồ côi. Như thước phim trước của Mỹ Hải, Mỹ Hải cũng đã gộp tiền của cô Lu Bùi ở Cali cùng với số tiền của Quý Mạnh Thường Quân cũng đã mua bò cho gia đình nhà 4 cháu mồ côi. Và ba nữa là gia đình nhà ba cháu mồ côi thì hôm nay vào ấy thì Mỹ Hải cũng có mua được 30 kg gạo bằng 420.000, và còn lại là 80.000 đồng ấy thì Mỹ Hải cũng mua được 80.000 đồng cá khô. Tổng hết số tiền hôm nay Mỹ Hải mua là 500.000, và còn lại là 800.000 đồng ấy thì Mỹ Hải tính nó vào. Thì Mỹ Hải cũng sẽ hỏi cháu xin xem nếu như mà gia đình cháu mà còn tiến tới nếu mà vun ngô đợt 2 mà thiếu phân đạm thì là Mỹ Hải sẽ giữ lại giúp, và Mỹ Hải sẽ mua vào trong gia đình nhà ba cháu một côi đấy nhá các bạn nhé. Đấy, ngô nhà ở cạnh nhà ba cháu một côi đây là như hôm trước là hai anh chị em ở đây là cũng đang vun ngô đây, cũng khá cao rồi quý vị ạ. Tầm khoảng tuần nữa thôi là chuẩn bị lại vun ngô đợt 2 rồi. Và Mỹ Hải có đến ấy là đến bất chợt, Mỹ Hải thử xem nào là gia đình các cháu ở đây là sống có gọn gàng và ngăn nắp không và có sạch không. Nhà cửa cũng khá là sạch quý vị ạ. Cô mấy mẹ mua từ ở mẹ một cần ta à, một cần ta ở à. Đấy quý vị ạ, mình có hỏi cháu sinh ấy rằng là còn cháu gái là đi đâu rồi, thế cho nên là cháu sinh ở đây là cũng có nói với Mỹ Hải rằng là cháu gái thì cũng đang đi học rồi nhá quý vị nhá, đi học thì cũng chưa về. Vậy nay vào cũng có mua được 3 bao gạo với lại là một ít cá mắm ở đây để cho các cháu ăn dần quý vị này. Đấy, giờ là Mỹ Hải cũng sẽ dặn với cháu sinh rằng là phần quà này là phần quà của cô Lu Bùi ở bên Cali nhá. À tôi mấy chênh à nó nổ tuần này nhá, ở u to pep su này chứ ở con rẻ này nhá. Khó qua này, khó qua tôi phao Lu Bùi nhớ bộ tỉ mì cu nhớ là sát tiết tôi nhá, giọt chu to nhá. Ờ mà sát tiết tôi phao tao là. Đấy quý vị ạ, mình cũng có nói với cháu sinh ấy, đây là phần quà 3 bao gạo với lại là cá mắm ở đây là phần quà của cô Lu Bùi ở bên Cali, thì cũng có gửi tiền về cho Mỹ Hải và Mỹ Hải cũng có mua vào cho các cháu ở đây. Thì qua đây ấy, thì cháu sinh cũng không biết nói tiếng phổ thông mà cháu sinh thì cũng chỉ biết nói bằng tiếng Mông của Mỹ Hải thôi quý vị ạ.
Thì qua đây thì cháu xin cũng rất là cảm ơn cô Lưu Bùi ở bên Cali nhé. Và vẫn còn dư lại số tiền là 800.000 đồng. Thì Mỹ Hải sẽ hỏi cháu xin ở đây. Nếu mà cháu giữ lại và cháu tự đi mua phân đạm là Mỹ Hải sẽ trao. Mà cháu nhờ Mỹ Hải giữ và Mỹ Hải sẽ mua phân đạm vào cho cháu ấy, thì là Mỹ Hải cũng sẽ giữ lại. Rồi là mai mốt là chuẩn bị vun ngô đợt 2 là cũng sẽ bón phân cho cây ngô một lần nữa quý vị ạ. Thế cho nên là Mỹ Hải cũng sẽ hỏi cháu xin nhá. Ô lê mà chua à, khó tí à, dì bột xét đi nà, nà nè mà mua cháu ăn gà là dò lì chà. Ở bà ăn gà chìa, lưng nó tố mà bà dù chi tố sao. Ồ, bà ăn gà chìa lưng nó dù chi tố cho. Đây quý vị ạ, mình cũng có hỏi trực tiếp với cháu sinh ở đây. Là số tiền còn lại là 800.000 đồng của cô Lũ Bùi ấy. Thì là Mỹ Hải sẽ trao cho cháu hay là Mỹ Hải giữ giúp. Thế cho nên là cháu sinh ở đây ấy, thì cháu cũng có nói với Mỹ Hải rằng là còn lại là 800.000 đồng thì Mỹ Hải sẽ giữ giúp. Rồi là ngày mai ngày kia là Mỹ Hải cũng sẽ mua phân đạm và cho gia đình nhà cháu để bón phân cho cây ngô để vun ngô đợt 2 nhé quý vị nhé. Thì bây giờ là còn lại 800.000 đồng thì Mỹ Hải sẽ giữ giúp cho gia đình nhà ba cháu một cô ở đây. Rồi là mai mốt chuẩn bị vun ngô là Mỹ Hải cũng sẽ trực tiếp là mua phân đạm vào. Ấy, ô lên mà cho xuân đi khảo cho trẻ. Cho đã lúc thông liên à. Đấy, bây giờ là Mỹ Hải cũng đang dặn với cháu sinh ấy rằng là sẽ cất vào trong cái thùng đỏ đây để cho các cháu sẽ ăn dần. Đấy, cháu gái thì đi học thì cũng chưa về nha quý vị nhá. Nên xuống đến nó tà tao. Tà kia nó. À, quý vị ạ, mình có hỏi cháu sinh ấy rằng là như mấy đợt trước đấy mình có mua gạo vào đây nhưng mà gia đình ăn hết chưa. Nhưng mà cháu sinh ở đây cũng có nói với mình ấy rằng là gạo thì cũng đã hết rồi cho quý vị nhé. Và nay thì cũng có mua được 30kg gạo như vậy thì để cho hai cháu ở đây thì cũng sẽ ăn dần. Giờ là Mỹ Hải cũng sẽ hỏi cháu sinh xem là có nghe thông tin tin tức gì về chỗ anh trai của cháu sinh ở đây không. Ủa lời tụi tí là hôm nào nó tàu tỉnh lo trên tàu à? Trên tàu lo cái tàu chỉ tàu đó. Ồ, tàu chỉ tàu à? Ừ. Ồ. Chứ chỉ bao nữa lo chỉ tàu lo. Chỉ bao rồi nữa nhỏ xuống như thế chứ lo quá. À, mình có hỏi cháu sinh ấy rằng là có nghe thông tin gì về anh trai không? Nhưng cháu sinh ở đây có nói với Mỹ Hải ấy rằng là cũng không nghe thông tin gì, với lại là cháu sinh ở đây thì cũng không có điện thoại mà cũng không biết liên lạc kiểu gì. Thế là cháu sinh ở đây ấy, thì cũng có nói với mình ấy, rằng là chắc là cũng giáp Tết thì chắc mới về. Đấy thì là anh trai thì cũng đi được hơn một năm nay rồi cũng chưa thấy về quý vị ạ. Đấy, nhà cửa thì cũng khá là gọn gàng. Cái bếp ga ở đây là các cháu ở đây là cũng rất là chịu khó lau này quý vị này. Đấy, cũng khá là sạch sẽ này. Với lại là chén ở đây, cốc ở đây thì cũng khá là gọn gàng. Đấy, tuy rằng là cũng khá là lâu rồi Mỹ Hải cũng không vào thăm gia đình nhà ba cháu mồ côi ở đây. Nhưng các cháu ở đây ấy, là Mỹ Hải cũng hướng dẫn một hai lần là các cháu cũng khá là ăn ở gọn gàng nhé quý vị nhé. Còn ở trong khu bếp củi ở trong này ấy, là Mỹ Hải xem nào là các cháu có nấu nướng gì ở trong này không. À, khu bếp này cũng khá là gọn quý vị ạ. Con đi học khâu bú chì rồi. Được chưa? Bú chì. Con đi học khâu bú chì rồi. À, mình có hỏi cháu Sinh ấy rằng là trong cái nồi cám ở đây là có phải là cái nồi cám mà mình nấu cho dê không. Nhưng mà cháu Sinh thì cũng có nói với Mỹ Hải ấy, rằng là cái nồi cám này là đúng cái nồi cám mà nấu cho dê ăn nhé quý vị nhé. Đấy, tí nữa Mỹ Hải sẽ lên xem dê. Còn là những cái nồi ở đây là các cháu con nấu xong nhưng mà đã... À, ôi cháu lúc này chín rồi cho. Nấu xong là không rửa thì phải này. Ờ, nên múc kia chịu thế nào nhỏ? Ký rau. Ồ, lúc này lúc gì hầu rau thế chịu ký rau lìa này. Đấy, quý vị ạ, mình có hỏi cháu Sinh ấy, rằng là sao cái nồi mà cái cháy cái dưới đáy nồi ở đây. Nhưng cháu Sinh có nói rằng là xào rau bằng cái nồi đấy. Thì Mỹ Hải cũng có nói với cháu Sinh ấy, là xào rau ấy, là trong cái chảo này nhá. Để cho kia vào kia lùi diễn như thế thì cho à? Nhá. Đấy, mình có dặn với cháu Sinh ấy, rằng là nếu mà xào rau hoặc là rang thịt gì đó thì là hoặc là tí nữa có cá đi họ sẽ rán cá vào trong những cái chảo này. Đừng có mà rán cá vào những cái nồi đây, những cái nồi đây là chỉ có nấu canh hoặc là luộc những cái thứ đồ rau luộc thôi quý vị ạ. Thế cháu Sinh có nói với mình ấy, rằng là những cái nồi đấy là cháu Sinh cũng không biết. Còn ở bên khu bên dưới này. Ồ, lúc cảnh đi cảnh màu mông à? Đấy, mình có hỏi cháu Sinh rằng là cái nồi đây là nồi mềm mén. À, mấy hôm nay là gia đình các cháu ở đây là cũng hết gạo rồi, cũng chỉ ăn mềm mén như vậy thôi. Nó rau chỉ nó. Rau nó từ. Nó được. Mình có hỏi cháu Sinh ấy, rằng là có rau cỏ gì ăn không.
Nhưng mà cháu cũng có nói với Mỹ Hải ấy, rằng là cũng chỉ ăn những cái nồi canh rau cải như vậy thôi. Ồ, khó lên để khó háo rồi. Chị tắm rồi chứ? Học tỏ tổng may rồi. Thế là cháu Sình đây là cũng chưa ăn cơm trưa quý vị ạ. Là cháu Sình cũng đang đổ mèn mén với lại là nấu được một ít rau cải như vậy để chờ tí nữa cháu gái đi học về quý vị ã. Đấy, thế thì Mỹ Hải là cũng đã mua được cá đấy rồi. Tí nữa Mỹ Hải cũng sẽ hướng dẫn cháu Sình để rán cá. Để tí nữa cháu gái về là cháu gái sẽ được ăn cơm nhé quý vị nhé. Ô đi tổ chi à, nên đi lo tao. Lo mà. Lo chứ? Ô lý một chỗ chứ? Mình có nói với cháu Sình ấy, rằng là dê ấy, bây giờ cũng đã lớn hơn chưa? Thế cháu Sình có nói với Mỹ Hải ấy, rằng là dê cũng đã lớn hơn rồi. Với lại con cái mà to hơn ấy, rằng là bây giờ là cũng là gần đẻ nó quý vị nhé. Đây, cũng đang nhốt nhờ ở trên nhà bác hàng xóm ở trên này thôi. Không biết là bác hàng xóm có ở nhà không? Mình thử vào kiểm tra xem là dê của các cháu ở đây là cũng có cho cỏ ăn đầy đủ không nhá quý vị nhé. Bác trai ơi, chính nào trẻ rồi? À, không thấy ở nhà, không thấy bác trai ở nhà rồi. Giờ là mình cũng sẽ vào đây xem dê của gia đình nhà bác cháu một côi. Ồ, chó này sao? Chú tụi mẹ đi. À, con bé thì đang ở trong. Còn con này cũng gần đẻ rồi quý vị này. Đấy, bụng chửa to lắm rồi. Đấy, cháu Sình cho ăn như vậy đúng khá là no quý vị ạ. Đây, rất là no này. Khá là no, dê cũng rất là đẹp này. Đấy, mấy chốc nữa là các cháu là lại có một đàn dê ngay. À, còn con dê bé này nó cũng khá là lớn này quý vị này. Đấy cũng khá là nhanh rồi. Còn đây là cháu Sinh cũng đang để những cái cỏ như vậy thôi ở trong máng trong cái can ở đây để cho dê ăn. Cho nên ai lại là cho một khí y tế này còn sơ xiên này là sơ xiên này mà người thiết định no tà này. Mình có dặn với cháu Sinh ấy rằng là dê đây là mình có cắt cỏ về ấy, là mình sẽ treo lên. Nếu được thái như vậy ấy, tí nữa là nóng lên là dê là sẽ không ăn nhé quý vị nhé. Thế cho nên là cháu Sinh bảo là thế là lần sau là cháu Sinh sẽ buộc bạt treo lên nhé để cho dê ăn. Nà, cu ở đây này chín nọ này. Ăn như mất đầy thế nọ này. Đấy, mình có nói với cháu Sinh ấy, rằng là bây giờ là cũng nóng như vậy là dê sẽ không ăn này. Đấy, cỏ thì cũng hơi bị héo rồi. Thì là dê sẽ không ăn. Treo lên thì dê sẽ ăn tốt hơn. Ôi, ôi chà tuần đạp bữa này hả? Nên chỉ sao hả? Tại kỳ bún nó chào. Tại kỳ bún nó chào á? Chào chào. Mình có nói với cháu Sinh ấy rằng là sao con dê bé đây là lại nằm mà không dậy. Cháu Sinh có nói rằng là sáng nay là cho ăn no rồi. À, khá là no quý vị ạ. Đấy, con này lớn cũng khá là nhanh này. Rất là nhanh. Đấy, lớn khá là nhanh quý vị ạ. Đấy, được một cặp dê cũng khá là đẹp. Thôi được rồi, một chén lắm. À, còn bên này là như đôi lợn mà đặt trước là cũng có bác gửi tiền về cho Mỹ Hải để Mỹ Hải mua một cặp lợn cho bác hàng xóm ở đây để nuôi. Nhưng mà không biết là bác cũng không có ở nhà rồi. Đấy, đàn lợn đây lớn khá là nhanh này quý vị này. Đấy, hai con lợn. Đấy, hai con lợn đây là hai con lợn mà đợt trước là mua vào cho bác hàng xóm nuôi nhé quý vị nhé. Đấy, cũng rất là đẹp này, lớn khá là nhanh. Đấy, cũng chúc mừng bác hàng xóm với lại là cũng chúc mừng gia đình nhà ba cháu một cô ở đây. Bác trai thì nay lại không có ở nhà. Mỹ Hải có vào đây nhưng mà không có ở nhà quý vị ạ. Thì cho nên là bây giờ là Mỹ Hải lại tiếp tục quay vào nhà ba cháu một côi để hướng dẫn cháu Sinh rửa cá rồi là sẽ rán cá lên. Để tí nữa cháu gái đi học về là cháu gái sẽ được ăn cơm nhé quý vị nhé. Đấy quý vị ạ. Như đợt trước ấy, mình có vào đây ấy là nếu mà chưa trồng ngô như vậy ấy là các tảng đá ở khu vực đây này là trơ hết một màu đá lên. Và bây giờ ấy là cũng cây ngô ấy cũng đã lớn và cao bằng như vậy rồi. Bây giờ là phủ hết một màu xanh rồi quý vị nhé. Đây, bây giờ là không nhìn thấy đá ở đâu nữa rồi. Đấy, cũng rất là tiếc rằng là
vào đây là cũng không gặp được bác hàng xóm của ba cháu một cô ở đây để vào hỏi thăm tình hình sức khỏe bác một chút, vì cũng khá lâu rồi Mỹ Hải cũng không vào nhà gia đình ba cháu một cô ở đây. Giờ Mỹ Hải cũng sẽ ra đằng bể xem nào các cháu đây là còn nước dùng không nhá. Nào có đêm mà mua đây rằng là chỉ mua là mua chuối chắc đấy, mình có nói với cháu Sinh ấy rằng là ở đằng ngoài bể đây là nước vẫn còn đủ dùng không, vì là cháu Sinh có nói với Mỹ Hải rằng là ở ngoài bể này là nước thì vẫn còn khá là nhiều nha quý vị nhá. Bù chưa rồi, đi đi lo chi lo đây tả. Mình có hỏi cháu Sinh ấy rằng là bây giờ đường nước đây có chảy nữa không. Cháu Sinh bảo là bây giờ là ở trên hồ treo mà ở tít bên trên kia quý vị nhỉ, ở trên mỏm đồ trên, rằng là bây giờ là cũng hết rồi. Với lại là hôm đợt trước ấy là cũng đi cọ và đi rửa lại cái hồ treo ở bên trên, thế cho nên là bây giờ là nước cũng không còn nhiều, thế cho nên là bây giờ là nước cũng không chảy về đây rồi nhá quý vị nhá. Đấy, hồ treo là phải trông chờ vào mùa mưa thì là hồ treo thì mới có nước. Đây những cái đường nước đây quý vị ạ. Đấy, lên tít trên đồi trên là phải ở phía đằng sau là có hồ treo. Còn ở đây là những cái đường dây dẫn nước vào trong thôn của gia đình nhà ba cháu một côi này quý vị này. Đấy, như đợt trước là nhìn sang bên kia kìa quý vị kìa, là toàn thấy đá là đá thôi, nhưng bây giờ là cây ngô lớn khá là nhanh rồi, khá cao rồi, bây giờ là không nhìn thấy các mỏm đá rồi nhé quý vị nhé. Đấy, khá là xa, giờ là phủ hết một màu xanh rồi, ở trong những cái bản làng cũng rất là heo hút và cũng rất là đẹp rồi quý vị này. Đấy, nhìn đi mà một chế giờ một gan chè rồi, một gan chè dân ruộng chè dân muốn thành ra tổ tổ may me rồi nhá. Đấy, mình cũng có nói với cháu Sinh ấy rằng là bây giờ là sẽ đi bỏ cá ra để rửa rồi, xong là mình bắt đầu dán chờ cháu gái, tí nữa cháu gái đi học về là cháu gái sẽ được ăn nhá quý vị nhá. Ở đây thì cháu Sinh thì ở đây thì cũng có các bạn bé ở đây đến chơi với cháu Sinh ở đây. Đấy, cũng có ba cháu. Cháu năm nay học lớp mấy rồi? Chỉ bao lần mong à? Chỉ bao lần cho chị à? À, chỉ cần ta chỉ bao à? Đây quý vị ạ, vì là cháu bé đây thì mình có hỏi ấy, rằng là có đi học không, nhưng mà cháu có nói rằng là cháu không đi học và cháu cũng không biết nói tiếng phổ thông nữa quý vị nhé. Đấy, tầm tuổi như này mà bố mẹ lại không cho các cháu đi học này cũng rất là tội nghiệp. Đấy, cho con dẻo đi muốn rùa. Đấy, mình đang dặn cháu Sinh đây rằng là sẽ bỏ một ít cá ra đây để mình rửa qua, rồi là tí nữa mình sẽ rán để chờ cháu gái về là mình được ăn cơm nữa quý vị nhé. Đấy, trên đây là ăn rùa. Cháu Sinh đây thì đang múc nước để chuẩn bị rửa qua cá một chút rồi là dán lên. Ủa khó sống rồi chị Tàu. Tàu á? Mình có hỏi cháu Sinh ấy rằng là một ít cá như vậy là liệu có đủ hai anh em ăn không? Nhưng mà cháu Sinh bảo là bằng này cá là cũng đã đủ rồi cho quý vị ạ. Thế cho nên là hai anh em ở đây là cũng ăn khá là ít, thế cho nên là nếu mà cái cá mắm ở đây là có một túi ở đây ấy, là sẽ để cho hai anh em rồi là sẽ ăn dần nhé, vì là cá mắm thì sẽ ăn được lâu hơn. Ui, muốn nuôi diện rua chưa? Muốn diện rua chưa? Ấy, cái chậu, cái chảo đấy rất là bụi, thế cho nên là phải rửa qua đi. Đấy, mình cũng đang dặn cháu Sinh rằng là sẽ rửa qua cái chảo đây, mình sẽ tráng qua quý vị ạ. Xóa chưa? Hôi chị tao. Ui, chị tao muốn rua luôn. Mình có nói với cháu Sinh ấy rằng là cũng vẫn chưa sạch, thế cho nên là phải lấy một cái chậu cơ. Mua lũ phía tổ tư nè, ngăn làm cho không rô mà. Mình có nói với cháu Sinh là sẽ bỏ cái chậu rửa bát ra để mình rửa qua cái chảo đây thì là mới sạch được, vì là cháu treo ở trong đấy thôi khá là lâu rồi, khá là bụi. Đấy, bây giờ là cháu cũng đang lấy cái chậu ra như vậy để cháu sẽ rửa cái chảo rồi là sẽ rán cá nhé. Sao phuẩn rút tức này? Nhất tổ. À, mình đang hỏi cháu Sinh ấy, rằng là cái rẻ rửa bát ở đâu. Thế cho nên là cháu Sinh đang đi vào trong nhà lấy nhá quý vị nhá. Đây, chảo này là cũng sạch rồi nhưng mà để lâu ấy là các cháu không có gì dùng, thế cho nên là bụi thôi quý vị ạ.
Tôi xác các cảnh nhé mà. Đấy, mình bảo cháu sinh ấy, rằng là tôi sẽ rửa qua hết để cho sạch. Thì là những cái này ấy là gia đình nhà ba cháu một côi đấy là cũng chưa xào xáo gì. Vì là cũng chỉ để là để bụi thôi, cho nên là cũng chỉ trắng qua như vậy là cũng đã sạch rồi. Còn các bác ở bên dưới này là quý vị kìa. Đấy, bác đang đi kia là đang đi bắt sâu ngô nhé quý vị nhé. Đấy, vì là những cái cây ngô cao lên như vậy rồi ấy, thì là ở trên vùng Mỹ Hải ấy, là cũng khá là nhiều sâu ngô. Hô tao. Ừ, hô mà ngâm một thanh đó. Ừ. Mình có nói với cháu sinh ấy rằng là giờ là mình đã tráng được những chảo sạch như vậy rồi. Thế là sẽ mang vào đây để chuẩn bị rán cá lên quý vị ạ. Cháu sinh cũng đang mở ga như vậy nhé quý vị nhé. Đấy. Hai cháu đã cũng đã biết sử dụng bếp ga rồi, cũng rất là tiện cho hai cháu đây. Đấy, còn cháu sinh bây giờ cũng đang rán cá vào trong này rồi quý vị ạ. Mình thử vào trong buồng của cháu gái xem. Xem mà mỗi lần cháu gái dậy ra và cháu gái đi học ấy, là cháu có chịu khó là gấp chân màn không. À, cũng khá là gọn quý vị ạ. Đấy, cũng khá là gọn gàng. Rồi là các cháu đây là cũng có những cái đôi ủng như vậy để đi làm nương này. Và những cái đôi giày của cháu gái đây là cũng bẩn rồi đi làm nương về nhưng mà cũng chưa giặt được này. Đấy, khá là lâu rồi Mỹ Hải không vào đây để giặt các cháu rồi. Nhưng mà mỗi lần Mỹ Hải vào đây ấy, là nhà cửa của các cháu ấy nó cũng khá là gọn gàng này quý vị này. Rất là gọn rồi, bóng khá là sạch sẽ. Như đợt trước mình có vào đây ấy, lần đầu tiên ấy, là như thước phim đầu của Mỹ Hải ấy, là ngô của các cháu là cũng chỉ để tùm la tùm lum ở dưới nền nhà này hết này quý vị này. Với lại lúc đấy là thời điểm đấy là cũng chưa có giường. Đấy, cho nên là bây giờ vào nhà các cháu đây là cũng khá là sạch rồi quý vị ạ. Vì là các cháu ở đây là cũng rất là tiếp thu những ý kiến mà Mỹ Hải đã dặn cho các cháu. Đấy, khu nào ra khu đấy này. Vì là đợt trước là mình có nói với cháu sinh với lại cháu bé, cháu gái ấy, rằng là sẽ để những cái chổi ở đây, rồi là sẽ để những cái hót rác ở đây đúng vị trí. Thì là sau này là mình sẽ thành một cái thói quen quý vị ạ. Ôi, ngô nhà cháu sinh đúng hết rồi. Ơ, bất cửa cháu này tả chứ mày xanh hó. Tả cháu này là mưa đang tải được sửa chưa? Mình có nói với cháu sinh ấy rằng là ngô của gia đình nhà ba cháu một côi đây là cũng gần hết rồi. Thế cho nên là cháu sinh cũng nói rằng là cũng là sắp hết rồi. Cháu sinh đang lấy thang để mình trèo lên đây mình kiểm tra nhé quý vị nhé. Đấy, hai cháu là cũng chỉ ăn mèn mén thôi. Vì nó khá là lâu rồi Mỹ Hải không vào thăm gia đình nhà ba cháu một côi đây rồi. Thì cũng ăn mèn mén này. Ôi, cũng rất là nhiều chuột này. Chuột thì cũng cắn những cái bắp như vậy cũng hỏng hết rồi quý vị ạ. Đấy, các cháu là cũng chỉ sẽ chọn lựa lại những cái ngô là mặt tốt để xay ra mà để ăn mèn mén thôi nhé quý vị nhé. Đấy, lâu lắm rồi Mỹ Hải cũng không vào thăm các cháu đây là các cháu cũng đang ăn mèn mén rồi quý vị ạ. Như mọi ngày trước ấy, Mỹ Hải cũng chịu khó vào với lại là Quý Mạnh Thường Quân ấy cũng gửi tiền vào cho các cháu ấy. Thì là Mỹ Hải cũng mới vào trong gia đình nhà các cháu ở đây là các cháu mới có mắm muối mì chính và cải thiện được bữa ăn. Còn cũng khá là lâu rồi thì Mỹ Hải cũng không vào đây. Thế cho nên là các cháu lại trở về ăn mèn mén như ban đầu. Và nhà cửa thì cũng sẽ gọn gàng và sạch sẽ hơn. Còn muối. À, trong này vẫn còn súp này. Mắm muối mì chính thì vẫn còn ở đây quý vị ạ. Còn ở đằng trên này là trước là Mỹ vào cùng đồng hành cùng mình vào ấy, là Mỹ vào cũng để muối ở trên này xong không biết còn không. À, muối thì vẫn ở trên này vẫn còn quý vị ạ. Đấy, mắm muối mì chính của các cháu thì đợt trước là mình vào đây này mua khá là nhiều để cho các cháu ăn đến tận bây giờ nhưng mà vẫn chưa hết. Ui, mới thử trào mà. Mới thử trào đo mà. Chứ nó muốn tắt đi không mà. Đấy, mình có nói với cháu sinh ấy rằng là đừng có lấy cái thìa đây mà mình rán cá. Mình đảo đây là sẽ xước cả cái chảo đấy đi. Thế cho nên là cháu mình bảo cháu sinh là sẽ lấy một cái đôi đũa để mình đảo đi nhá. Ôi, khó đi tự. Tốt bử tà mà. Ôi, khó đi tốt bử tà là chị tao. Ngó một ruột đi. Mình có nói với cháu sinh ấy, đôi đũa đây cũng mốc hết rồi. Mà hai cháu ở nhà là chắc là cũng chỉ ăn bằng thìa thôi quý vị ạ. Vì là đa số ở trên vùng Mỹ Hải đây, Mỹ Hải vào thôn bản này, đa số là
Nhà nào cũng đều như là nhà nào. Rất là ít khi mà có nhà mà để gọi là có bát đũa để dùng ăn cơm nữa quý vị nhé. Mà cũng toàn ăn bằng thìa thôi. Đây, đũa cũng mốc hết rồi. Để khá là lâu. Đấy, trước cũng có Quý Mạnh Thường Quân cũng có gửi cả thìa bát đũa ở đây. Có những cái đôi đũa xào đây. Khá là đẹp nhưng mà cháu Sình đây là chắc là hai cháu để không biết sử dụng. Đấy, tô bữa thì mai rồi muốn vô hồ nhá. Đấy, mình có dặn với cháu Sình ấy rằng là đũa mà bị mốc ấy là mình phải rửa qua đi hết đi, rồi mình phơi nắng ra khô ráo rồi mình lại mang vào nhà. Nên nó đĩa dưa nên chỉ nó tờ rồi. Nó đĩa à? Đấy, bóc kìa. Đấy quý vị ạ, mình có hỏi cháu Sình ấy rằng là hai anh em ở nhà là Mỹ Hải cũng khá là lâu rồi không vào bảo ban, đây là hai cháu ở nhà là cũng chỉ ăn bằng thìa thôi. Mỹ Hải cũng có hỏi thế, thế cho nên là cháu Sình cũng có nói với Mỹ Hải rằng là đúng rồi, vì là hai anh em ở nhà thì cũng chỉ ăn bằng thìa thôi, cũng không dùng bằng đũa nhá quý vị nhá. Đấy, hai anh em thôi thì là cũng đang rán cá được như vậy này. Cũng khá là thơm mà cũng rất là ngon. Đấy, giờ là cũng sắp đến giờ cháu gái à, đi học về rồi. Mỹ Hải cũng sẽ chờ cháu gái về một lúc nữa là Mỹ Hải cũng xem hai anh em ăn cơm rồi là Mỹ Hải cũng sẽ ra về. Khá là gọn gàng. Còn cái khăn mặt đây là không biết là của cháu Sinh hay là của cháu gái đây. Đấy, cũng có những cái bàn chải mà cũng chỉ treo vào những cái góc tủ như vậy thôi. À, còn cháu Sinh đây là đang nếm thử chín chưa? Xịa tao? Xịa. Xịa, nếm thử luôn à? Ấy, xem mà tôm không? Đấy, mình có nói với cháu Sinh ấy, rằng nếu là chín rồi thì là sẽ tắt bếp đi. Và mình vào đây là cũng chưa nhìn thấy cái nồi cơm điện ở đâu. Vì là hôm trước là mình có vào đây nhá, mua được nồi cơm điện nhưng mà Mỹ Hải cũng chưa nhìn thấy nhá quý vị nhá. Rồi là Mỹ Hải cũng sẽ hỏi cháu Sinh xem là cái nồi cơm điện là mang đi đâu rồi. Còn cái phích nước để có đun nước không? À, tháo đèn đi cho. Tháo đèn. Ừ. Đấy, các cháu là cũng có đun được nước như vậy này quý vị này. Đấy, có một phích nước như vậy rồi. Đấy, cũng có nước uống này. Ô lên lúc cảnh cảnh đi, đua thử không? Ồ, cảnh cảnh nhà chúng muốn lấy quà cho đàn đi ồ. À, quý vị ạ, mình có hỏi cháu Sinh ấy rằng là cái nồi cơm điện là đi đâu rồi. Thế cháu Sinh cũng có nói với Mỹ Hải ấy, rằng là mới hôm trước là cũng hết gạo nấu rồi. Thế là cháu Sinh cũng đang để vào trong cái thùng như vậy để đấu bụi nhá quý vị nhá. Đấy, nó đi mà cờ trong. Đấy, Mỹ Hải tưởng là cái nồi cơm điện là đi đâu rồi. Hóa ra là các cháu ở đây là cũng khá là gọn. Muốn lúc không đâu, cờ lúc có xôi đâu nhá. Đấy, cũng khá là gọn quý vị ạ. Vì là nãy mình vào đây là mình cũng nhìn xung quanh rồi nhưng mà vẫn chưa thấy nồi cơm điện. Thế cho nên là cháu Sinh cũng đang cất vào trong cái thùng như vậy để đỡ bụi. Còn bây giờ là Mỹ Hải cũng sẽ bảo cháu Sinh đây mở tủ ra xem là hai cháu đây là có cất quần áo gọn gàng không. Ủa liệu cái nút tủ nào chứ? Nên tài không nhận là chị tài à? Tài. Tài á? Ừ. Nhớ từ. À, các cháu đây đúng không? Có gấp quần áo khá là gọn gàng rồi quý vị này. Đấy, comfort đây là đợt trước này cũng có mang vào cho các cháu ở đây là cũng các cháu đã dùng chưa hết này, khá là gọn. Như đợt trước là cũng chưa giặt xong là các cháu đã để quần áo vào trong những cái ngăn tủ như vậy, nhưng mà bây giờ là các cháu cũng đã giặt sạch và đã gấp gọn như vậy rồi quý vị ạ. Đấy, khá là gọn. Mình cũng khá là lâu rồi thì Mỹ Hải cũng không vào thăm gia đình nhà ba cháu ấy, thế cho nên là ăn ở là cũng tự biết bảo ban nhau rồi, cũng khá là gọn nhá quý vị nhá. Ấy, ôi đi một cái cho. Ừ, một cái cho. Đấy, mình bảo cháu Sinh là có sẽ tiếp tục đóng vào. Ơ, một sâu trong à? Mình có dặn với cháu Sinh rằng là sẽ khóa vào. Đấy, những cái chìa khóa mà ngăn tủ của mình là cháu Sinh cũng chỉ đeo vào cổ như vậy này quý vị này. Ồ, ô tủ này giờ ô tủ là giờ tủ may mấy tủ? Giờ ô tủ đấy. Ô tủ, may mèn ngăn rồi. Mình có hỏi cháu Sinh ấy rằng là hai cái chìa khóa mà cháu đang đeo ở đây là cháu có cầm cái chìa khóa ngăn tủ của cháu gái không? Nhưng là cháu Sinh có nói rằng là hai cái chìa đây là ngăn tủ của cháu Sinh thôi. Còn là cháu gái là cháu gái tự cầm lấy quý vị ạ. Đấy, cũng khá là gọn. Đấy, chúc mừng các cháu rồi. Đấy, rất là chúc mừng các cháu này. Cốc và cũng biết đun nước để vào phích rồi, cũng khá là gọn gàng. Đấy, nhà cửa cũng khá là gọn quý vị ạ. Đấy, giờ là Mỹ Hải sẽ ra đằng trước cửa ấy để quay lên xem. Vì là đằng trước cửa đây
là như đợt trước là ngô được cũng vừa vun đợt một thôi, giờ cũng khá là cao rồi, đấy, cao gần bằng đầu người rồi quý vị ạ. Đấy, lại chuẩn bị vun ngô đợt hai rồi, ôi khá cao rồi quý vị này, rất là cao. Đấy, rau nhà các cháu đây là cũng trồng xen ké vào với ngô đây này, là cũng có rau ăn rồi quý vị ạ. Đấy, nhà của gia đình nhà ba cháu một côi là ở đây, đấy, khá là gọn. Đấy, bây giờ là các hiên đây nó cũng khá là sạch sẽ rồi. Đấy, chúc mừng các cháu rồi. Còn các cháu ở đây thì cũng có trồng rau bí xen ké vào với ngô ở đây, là cũng có những cái ngọn rau bí này khá là dài quý vị ạ, đây này, cũng khá là dài. Còn đậu cũng trồng xen ké vào với ngô ở đây. Đậu đây là các cháu là cũng nếu hái về ăn đấy là cũng hái được rồi quý vị ạ. Đây cũng khá là sai này quý vị này, đấy, rất là sai. Đấy, đậu ở trên vùng Mỹ Hải là trồng như vậy thôi nhưng cũng khá sai quý vị ạ, rất sai. Ủa đi à, cho không nhá này nè, cho không nhá này, ơ, kì bộ tư lò. Ừ, sẽ chiếu, chiếu lò tao tao. Ồ, sẽ chiếu, chiếu lò tao tao à? À, Mỹ Hải cũng có hỏi cháu Sinh ấy, rằng là những cây ngô này là mình lấy ở đâu về. Thế cho nên là cháu Sinh có nói với Mỹ Hải rằng là mỗi lần mà cháu Sinh đi thả dê với lại đi cắt cỏ dê ấy, rằng là cháu Sinh cũng tranh thủ rằng là cũng có nhặt được một ít những cây ngô với lại những cành, cành cây khô như vậy này quý vị này, để mang về làm chất đốt trong quá trình mình nấu cám cho dê. Đấy, dê nó lớn khá là nhanh. Ui, sao lại ở trên này lại để dê đấy? Gà khâu này lìa là lò. À, mỏ riêng này nhá. Mỏ riêng khó chắc cũng nào mà. Thế khô mà. Mình có hỏi cháu Sinh ấy, rằng là đôi dê này là hỏng hay là như nào. Cháu Sinh có nói rằng là lúc giặt những đôi dê như vậy ấy, là cháu Sinh cũng chỉ phơi lên nóc nhà như vậy để cho khô. Nhưng theo Mỹ Hải cũng vừa chỉ dẫn cho cháu ấy, rằng là sẽ phơi ở ngoài chỗ anh nắng đây cơ thì mới khô nhanh được. Đấy, cháu Sinh cũng đang mang ra ở khu vực hàng rào đá đây để cháu Sinh phơi đây mới khô nhanh nhá quý vị nhé. Còn ở trên khu vực trên nóc chặn đây cũng khá là bụi này. Thế cho nên là các cháu ở đây là không ai lau. Mẹ Tranh ơi, mỗi tập phủa là số lúa tủ cho nên mỗi số một. Đấy, mình có nói với cháu Sinh rằng là sẽ lấy một cái khăn để mình lau qua những cái trên nóc chặn bát như vậy đi, để cho sạch. Vì là hai cháu ở nhà thôi ấy, là cũng công việc sắp xếp trong gia đình ấy, là hai cháu vẫn còn đang nhỏ, thế cho nên là cũng chưa biết cách để làm việc cho lắm. Đấy, thở từ vứt chỗ mà nhưng mà chỗ này hú hú này mà nhó theo hú xì xì nhá. Mình có dặn cháu Sinh ấy, rằng là mình ở nhà và còn mấy hai con dê thôi, là mình cũng đi lấy cỏ cho dê với lại mình thả dê thôi ấy. Mình ở nhà ấy, là cháu gái đi học ấy, là mình phải là đôi công việc là mình đều phải làm đảm nhiệm ở trong gia đình, để đảm nhiệm ở trong gia đình ấy, để mình phải lau qua những cái chặn bát và quét nhà cửa sạch sẽ như vậy là mình cũng rất là mừng rồi. Đấy, khá là sạch này. Còn những cái ghế nhựa là ở đây, đợt trước là mua 6 cái nhưng không biết là còn đủ 6 cái không. À, vẫn đủ 6 cái quý vị ạ. Còn cái bàn là trước là ăn cơm là ở đây, thì là hiện giờ là các cháu cũng đang sắp để ở trên này thôi quý vị ạ. Đấy, khá là sạch này. À, con này tờ muốn lỏ sao? Các cháu là làm hỏng rồi. Đấy, cũng bị nứt đây này. Đấy, làm kiểu gì bị nứt hết đây này. Ủa, vào tờ hò. À, mình có hỏi cháu Sinh sao lại cái bàn này bị nứt như vậy. Là cháu Sinh có nói với mình rằng là hôm đó là cái bàn đây là để đặt lên xong là đổ là cũng bị vỡ nứt hẳn một góc đây rồi quý vị ạ. Đấy, cũng rất là tiếc này. Đấy, thở cho trẻ ra cho trẻ. Không cho trẻ. Mình cũng đang dặn cháu Sinh ấy, rằng là sẽ cất những cái cá khô này đi, để rồi là mai mốt là hai anh em ở nhà thôi ấy, là mới còn thực phẩm để hai cháu ăn. Đấy, cháu đang cất vào trong chặn bát rồi quý vị ạ. À, rau thì ăn thì đều hả? Ừ, tao là quý vị ạ. Vì là cháu Sinh đây ấy, như đợt trước là mình có dặn với cháu Sinh rằng là cũng phải đun nước vào phích như vậy, để mỗi khi mà Mỹ Hải vào đây ấy, là Mỹ Hải cũng có cốc nước Mỹ Hải uống. Thế cho nên là cháu Sinh cũng đang mời Mỹ Hải là để ngồi ở bàn đây, là cháu Sinh sẽ rót nước cho Mỹ Hải uống nhá quý vị nhá.
Đấy, cháu xin cũng đang lấy cốc như vậy. Đấy, cũng rất là mừng cho cháu sinh. Cũng tiếp thu khá là nhanh. Như đợt trước là mình có dặn rằng là lúc nào cũng phải đun nước vào phích như vậy. Để mỗi khi mà có khách hoặc là Mỹ Hải vào là cũng có cốc nước cho Mỹ Hải uống. Thế cho nên là cháu sinh là bây giờ là cũng rất là chăm chỉ rồi. Đấy, cũng có đun được nước như vậy. Chị sao rào chứ? Chị biết hả? Rào. Đấy, cháu sinh cũng đang mời Mỹ Hải ngồi để rót nước cho Mỹ Hải uống nhé quý vị nhé. Đấy, là một trong những cái cháu mà cũng khá là ngoan. Tuy rằng là cháu không được đi học thôi quý vị ạ. Để cô chỉ cô. So chưa? Thao tạo truyền thông là? Tại kia có thao. À, tại kia có thao. Mình có hỏi cháu sinh ấy, rằng là nước còn nóng không? Nhưng cháu sinh bảo là sáng nay là cũng vừa mới đun. Đó, đi. Tao lại học đây. Đấy, lần đầu tiên là Mỹ Hải được vào trong nhà cháu sinh đây, là cháu sinh có rót nước cho Mỹ Hải uống nha quý vị nhé. Mỹ Hải cũng khá là xúc động. Ôi, muốn luôn học được cờ trong à? Muốn học cờ trong. Đấy, mình dặn với cháu sinh rằng là sẽ lấy nắp phích và mình đậy nắp vào. À, cháu không lúc đấy, mà thiết chỉ lìa. Để đặt dưới đất đấy, để tránh đổ, để phích đỡ hỏng cho quý vị nhé. Đấy, rất là xúc động. Cháu lần đầu tiên là rót nước cho Mỹ Hải uống này, quý vị này. Sau đây là Mỹ Hải cũng xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Mỹ Hải uống nước tại gia đình nhà ba cháu một cô nhé quý vị nhé. À, cũng khá là nóng. Đấy, cháu sinh là một ngày là một lớn rồi. Thế cho nên là cũng mời Mỹ Hải ngồi uống nước ấy, là cháu cũng đang ngồi với Mỹ Hải ở đây. Rồi là nãy cháu sinh cũng đã đổ được mần mén rồi. Với lại nấu được canh rau rồi. Cá thì cũng đã rán xong rồi quý vị ạ. Thế cho nên là Mỹ Hải cũng có mua được 30kg gạo vào cho gia đình nhà ba cháu một cô ở đấy ấy, rằng là sẽ để chiều rồi là các cháu sẽ tự cắm cơm. Còn trưa nay ấy, thì cắm cơm thì chắc sẽ không kịp để cho cháu gái đi học về rồi là cháu gái ăn. Thế cho nên là trưa nay là hai anh em sẽ ăn tạm với lại là mèn mén với lại là cá mắm. Còn chiều nay là đã có gạo rồi thì là chiều nay là hai anh em sẽ nấu cơm ăn. Giờ là Mỹ Hải sẽ dặn cháu sinh. Mẹ Tranh, ý mình trả một số này nhá, ta thò mỏ tao nét nò nhá. Ủa số nét nò nhá. Đấy, mình cũng có dặn với cháu sinh ấy, rằng là nay là mình đã mua được gạo và cho gia đình nhà ba cháu một cô ở đây rồi. Thế là cho nên là trưa nay thì thôi, mình đã chốt nấu cơm mèn mén rồi thì là cố gắng ăn một tạm một bữa mèn mén. Rồi là chiều nay là mình đã có gạo rồi, là mình bắt đầu là mình nấu cơm gạo cho cháu gái với lại là cháu sinh đây ăn nhá quý vị nhá. Thế cho nên là cháu sinh có nói với Mỹ Hải ấy, rằng là chiều nay là cháu sinh sẽ nấu cơm gạo. Giờ là cháu sinh ấy cũng đang bỏ cá với lại là chuẩn bị bắt đũa ở đây. Tí nữa em mình đi học về là sẽ được ăn cơm nhé quý vị nhé. Giờ là cháu sinh cũng đang sắp bắt đũa đây là quý vị. Chào ba. À, bác chào con. Con vừa đi học về à con? Đúng. À, ấy con đi học con không đội mũ vào à? À, cháu không đội à? Đấy, trời nắng như vậy là lần sau con đi học là con phải đội một cái mũ vào nhá, để đầu mình đỡ phải nắng và mình đỡ phải bị ốm nha con nhá. Vâng. Thế đội con sắp được nghỉ hè chưa? Chưa. Vẫn chưa à? Đúng. Chắc là mấy hôm nữa thôi, mấy hôm là đội con được nghỉ đấy. Không nhầm là 15 này là đội con được nghỉ đấy. Đấy, bây giờ là quyển này là quyển gì? Quyển vở viết à? Đúng. Nào, dở ra cho bác xem nào. À, chữ cũng khá đẹp đấy nha. Đấy, hôm nay là học bài gì con? Con mở cho bác xem nào. Hôm nay học đến bài gì? Đến bài. À, những cái chữ bút đỏ này là cô giáo sửa lại phải không? Mang cái bác dở cho. Bác xem nào, những cái chữ bút đỏ đây là cô giáo sửa lại. Đấy, đúng này, đấy toàn đúng hết này. Được chưa? Đấy, con khá là giỏi đấy nhờ. Thế con đã đói cơm chưa? Đói rồi. Con đói rồi à? Thế thì anh Sinh cũng vừa rán cá xong nhá. Nay bác vào đây, bác trao phần quà của cô Lũ Bùi ấy ở bên Mỹ nhá, cho hai con nhá. Đấy, con đi mở cái thùng đỏ của gia đình nhà con kia ra xem. Đấy, bây giờ là có đầy gạo ở trong thùng rồi con ạ. Đấy, thấy chưa, con mừng không? Vâng. Đấy, bây giờ đầy gạo rồi, nhưng mấy hôm trước là đội con là cũng ăn mèn mén thôi phải không? Đúng. À, hết gạo rồi ăn mèn mén thôi, cũng khá là lâu rồi. Thế là bác lại quay lại vào thăm các con nhá. Vâng. Bây giờ có gạo rồi, thế là chiều tối nay là hai con phải là lấy gạo ra để hai con nấu ăn nhá. Vâng. Bây giờ là trưa nay rồi thì anh Sình cũng đã nấu được mần mén rồi thì bây giờ là cũng có cá mắm ấy là bác cũng lấy vào rồi. Thế là trưa nay là hai con cứ ăn tạm cá mắm đây đã.
xong là chiều tối nay là hai con là sẽ bỏ gạo ra hai con nấu ăn nhá. Vâng. Rồi. Đấy con cất sách vở đi. Cất sách vở đi xong là rửa chân tay đi, xong là con vào ngồi ăn cơm. Anh Sướng đang chuẩn bị bày mâm đây rồi. À, cháu Sinh cũng đang múc được canh rau như vậy với lại là cá vào trong này rồi quý vị ạ, để chuẩn bị ăn cơm nhé. Còn cháu bé đây là cũng vừa đi học về, đang chuẩn bị rửa chân tay rồi là cháu sẽ vào ngồi ăn cơm nhé quý vị ạ. Đấy, cũng có gạo như vậy rồi, cũng rất là thương gia đình nhà ba cháu một cô ở đây. Còn anh trai ấy, của gia đình nhà ba cháu một cô ở đây, anh trai thì cũng đi làm thuê thì cũng chưa thấy về, thế cho nên là Mỹ Hải cũng rất là lo lắng cho anh trai của hai cháu ở đây. Còn cháu Sinh thì đang múc cái gì trong này đây? Ăn chỉnh quá chưa này mày Tranh? Ăn chỉnh quá chứ? Tranh hai món đấy hả? Quý vị ạ, cháu Sinh thì cũng đang xới cơm như vậy quý vị ạ. Đây, cũng chỉ ăn cơm bằng mảnh mén thôi. Đấy, cũng rất là may chăng rằng là hôm nay là Mỹ Hải cũng có vào trao phần quà của cô Lú Bùi ở bên Cali ấy. Thì vào thì cũng có mua được 3 bao gạo rồi. Thế cho nên là chiều tối nay là hai cháu là lại có một ít cơm ăn, chứ không phải ăn mèn mèn đấy nhá quý vị nhá. Đấy, ăn cái bàn kia cũng được mà con. Đây, con bảo anh Sình ấy, ăn cái bàn kia cũng được. Ăn cái bàn đấy mà cho anh Sình con đang lấy nước cho bác với là anh Sình con uống ấy. Đấy, con cất cái cốc đấy đi. Đấy, cất cái cốc với cất cái phích đi. Không, cái nước kia con đổ đi đi. Đấy, còn cái phích nước nóng là con cứ để đấy. Còn cháu Sinh đây thì cũng đang sắp cơm ra để hai anh em chuẩn bị ăn cơm. Đây con lấy đũa đi, con lấy đũa về xong là hai anh em con cơm. Nhớ là ở nhà là mình phải ăn đũa cho quen nhá con gái nhá. Đấy, nãy là anh Sinh con ấy là cũng đi rửa được đũa rồi, nhớ là phải lấy đũa mình ăn cơm cho quen. Còn không là các cháu bây giờ là còn nhỏ, các cháu phải là cố gắng là mình tập luyện là mình ăn bằng đũa nhá, mình chứ mình được ăn bằng thìa nhá. Đấy, ăn cơm đi, lấy một cái thìa nữa cơ, lấy một cái thìa rồi là tí là hai con mới múc được canh. Đấy, lấy một cái thìa vào nữa. Đấy, đến giờ cơm rồi, thế là hai con ăn cơm đi. Đấy, nói cơm là hai con ăn cơm đi. Nó mỏ. Rồi, rồi con cứ ăn cơm đi, con này học về muộn rồi thì con cứ ăn cơm. Đấy, mỗi người bắt cơm ăn đi. Rồi là chiều nay có gạo rồi nhá, hai con là phải cố gắng là ăn cơm với gạo nhá. Vâng. Rồi. Với lại là ngày mai, ngày kia mà hôm nào mà bác vào đây là bác sẽ mua phần đạm vào cho hai con để chuẩn bị tiến tới nên là vun ngô đợt 2 ấy, là bác sẽ mua phần đạm vào cho hai con nhá. Vâng. Đấy, vẫn còn dư lại số tiền là 800.000 đồng. Thì là bác đấy anh Sình con ấy cũng bảo bác rồi là sẽ giữ lại cho hai con để mấy hôm nữa là chuẩn bị vun ngô đợt 2 là bác sẽ vào đây là bác mua phần đạm cho nhá. Đấy, có cá này là con này. Đấy, ăn cơm với cá này. Cũng khá là ngon. Đâu, con lấy thìa xong là nếu mà mèn mén mà khó ăn quá ấy, thì là con sẽ chan vào. Đây, con lấy thìa con chan. Đừng lấy thìa mà mình máy bay bay thẳng như vậy là không tốt. Ăn cá với ngon lắm. Ăn cá như thế con nào á? Đấy ngon thì con cứ ăn cơm đi. Đấy, lâu ngày rồi bác không vào đây là hai con cũng không có thức ăn gì rồi đúng không? Đúng. À, rất tội nghiệp cho hai con nhỉ. Mấy đợt trước là bác cũng bận, thế cho nên là bác lại không có thời gian vào đây thăm các con. Đấy, bác vừa dặn con rồi, nếu con muốn múc canh từ trong bát này ra thì là con múc từ cái thìa này xong là con để vào bát con ấy rồi con ăn. Đừng ăn thẳng như vậy. Đấy, cả cháu Sình cũng ăn quen như thế rồi, toàn ăn thìa thôi. Ông muốn tắt điên này nó hải cua rau mà hải tròn chè luôn thì táo mặt nó hả mẹ. Đấy, mình cũng có dặn với cháu Sình ấy rằng là ăn bằng đũa như vậy, nhưng mà còn cái thìa đây là mình chỉ múc canh thôi, thế cho nên là nếu mà mình muốn chặt canh vào bát cơm của mình ấy là mình sẽ chan vào rồi là mình sẽ ăn, để cho thành một cái thói quen nhá quý vị nhá. Thế cho nên là các cháu ở đây ấy là cũng không ai chỉ dẫn, thế cho nên là các cháu ở đây là cũng toàn ăn thìa thôi. Thế cho nên là cứ chơi kiểu máy bay bay thẳng thôi, cũng khá là vất vả. Thế bác gái hôm nay không vào à? Bác gái á? Đúng. Bác gái nhà con thì hôm nay không vào. Bác gái nhà con hôm nay là bận việc ở ngoài nhà.
đang may quần áo cho khách, thế cho nên là bác gái nhà con hôm nay là không đồng hành cùng bác vào đấy được. Thế cho nên là hôm nay là bác một mình bác vào thôi. Rồi, để hôm nào là bác sẽ vào đây lại tiếp tục tổ chức ăn cơm cùng gia đình nhà con đấy nhá. Để hôm nào con nhà bác ấy là đi học cũng được nghỉ hè rồi thì là bác sẽ đưa vào đây là mình sẽ tổ chức ăn cơm ở đây nhá. Đấy, lần sau là con ăn cơm là con phải chan canh, là muốn chan canh vào bát là mình phải chan vào bát mình nhá. Đừng có ăn thẳng như vậy nhá. Cháu sinh thì cũng không biết ăn bằng đũa này, ăn thìa quen rồi, gấp tay hơi cứng này. Non dễ này, cá chả cá về chân. Cao. Mình có hỏi cháu sinh ấy rằng là ăn cơm với cá như vậy có ngon không? Nhà cháu sinh có nói với Mỹ Hải ấy rằng là cũng khá là ngon quý vị ạ. Đấy, lủi thủi thôi. Nếu mà hôm nay mà Mỹ Hải không vào trao phần quà của cô Lũ Bùi ấy thì là các cháu cũng chỉ ăn mẩn mén với lại là một bát canh rau như vậy thôi quý vị ạ. Đấy, một bát canh rau nhạt như vậy với lại là chấm tí muối thôi. Cũng khá là hoàn cảnh. Rất là thương các cháu đây. Có biết là rằng là bác được bao nhiêu ngày bác không vào đây chưa? Không biết. Không biết à? Đúng. Từ lúc mà mua dê vào rồi đấy. Đúng chưa? Đấy, lúc đấy là ngô mới bắt đầu mọc 1 đến 2 lá thôi. Bây giờ là ngô lại chuẩn bị vun được đợt 2 rồi. Đấy, khá là lâu rồi bác không vào đây rồi. Bác cũng rất là nhớ các con, thương các con. Lúc nào mà được nghỉ hè nhá, xong là mình vun ngô đợt 2 xong rồi đấy, được nghỉ hè thì có con ra nhà ngoài bác chơi không? Bác bảo bác gái với bác vào đây đón con, cho con ra ngoài nhà bác chơi nghỉ hè ở ngoài nhà bác chơi, lúc nào đi học thì lại về nhà, nhất trí không? Vâng. Nhá. Vâng. Rồi đi chơi nhà bác tầm khoảng 2-3 tuần, nhớ nhớ nhà thì lại đưa về nhà một tối, xong là bác lại bảo bác gái lại vào đón con tiếp, rồi xong là lại ra nhà bác chơi. Vâng. Nhá. Con có thích ra nhà bác không? Thích. Thích à? Rồi, thế thì con cứ chịu khó học đi. Xong là bác hứa với con rằng là lúc nào mà con được nghỉ hè rồi, chắc là còn tầm khoảng 5-6 ngày nữa thôi là đội con được nghỉ rồi đấy, là lúc đấy là bác sẽ vào đây đón con để cho con ra ngoài nhà bác chơi. Xong là để anh sinh nhà con một mình khách chăn dê được không nhỉ? Được đấy nhỉ? Được. Út tò mai mè một má nhau cho sách chỉ nhá. Mình có nói với cháu sinh ấy rằng là mình sẽ đón cháu gái ra ngoài nhà Mỹ Hải để nghỉ hè và cũng như là ra ngoài huyện chơi. Thì mình có dặn với cháu sinh ấy ở nhà là cũng phải là chịu khó là chăn dê và thả dê với lại là xem nhà cửa nhá quý vị nhé. Thế cho nên là cháu sinh cũng có nói với Mỹ Hải ấy, rằng là cho cháu gái ra ngoài kia chơi nhà mà Mỹ Hải ấy, thì là cháu sinh cũng rất là mừng. Đấy, hai con cơm khá là ngon quý vị ạ. Nhìn thấy hai con ăn cơm mà Mỹ Hải cũng thấy đói rồi này quý vị này. Cũng rất là ngon. À, ăn đũa là không quen cho lắm đúng không? Gắp không được ăn đúng không? Thế con gái ơi, dạ. Nay thì bác vào đây nhá, bác trao phần quà của cô Lu Bùi ở bên Cali ấy cho hai con thôi. Thế là cũng đã có 30 kg gạo ở đấy rồi nhá, vẫn còn cắm mắm ở trong trạm ấy, ở trong trạm trong kia kìa. Đấy, anh Sinh của con đã cất trong trạm trong này rồi nhá. Là chiều nay là hai con sẽ lấy gạo ra hai con nấu ăn nhá. Thế ạ, cô cả cô Bùi ạ. À, cô Lu Bùi. Ấy, cô Lu Bùi ở bên Cali nhá. Rồi, cô Lu Bùi ở bên Cali thì cũng có gửi tiền về cho các con. Thì là bác cũng đang giữ lại của các con đây là 800.000. Để hôm nào mà các con ấy là vun ngô ấy là bác sẽ mua phần đạm vào cho các con nhá. Vâng. Rồi, thế thì bây giờ là hai con ăn cơm nhá, bác đi về nhá. Vâng, con chào bác ạ. Rồi, bác chào con. À nhỏ nhé, mày tranh nhớ mũi trẻ nhá. Má xanh thì lo. Tao là... Đấy quý vị ạ, mình cũng có chào cháu Sinh với lại là cháu gái đây. Thì cháu Sinh này cũng không biết nói tiếng phổ thông, mà cháu Sinh cũng chỉ biết nói tiếng Mông của Mỹ Hải thôi ấy. Thế cho nên là qua đây thì cháu Sinh cũng rất là cảm ơn cô Lu Bùi ở bên Cali nhá, và cũng rất là cảm ơn Mỹ Hải để Mỹ Hải cũng đã mang
quà đến cho gia đình nhà ba cháu mồ côi ở đây. Thì qua đây thì Mỹ Hải cũng sẽ ra về. Đấy, bác chào hai con nhá, ăn cơm nhá. Vâng. Ăn cơm tự nhiên nhá. Vâng. Đấy, đầu giờ chiều nên là lại đi học thì là cố gắng để đi học nhá con nhá. Và đội mũ vào nhá. Vâng. Rồi, bây giờ bác về nhá, có gạo trong đấy rồi nhá. Vâng. Thì là hai con là cố gắng là sẽ chiều nay là nấu cơm ăn nhá, bảo anh Trình Thiên nhá. Vâng. Rồi, bác về nhá con nhá. Chào ba. Rồi, bác chào con, vài con nhá. Vâng. Đấy, quý vị các bạn ạ, thì hai cháu thì cũng đang ăn cơm. Thế cho nên là bây giờ là cũng đã muộn rồi, thì Mỹ Hải cũng sẽ ra về. Thì qua đây thì Mỹ Hải cũng xin chân thành cảm ơn cô Lu Bùi ở bên Cali. Cũng có gửi tiền về cho ba gia đình. Thì nay là Mỹ Hải trao gia đình nhà ba cháu mồ côi này nữa là được hai gia đình rồi. Chỉ còn gia đình nhà anh Trán nữa thôi quý vị ạ. Có lẽ là qua đây thì Mỹ Hải cũng xin kết thúc video của Mỹ Hải tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của Mỹ Hải nhá.